thì thường là phải gọi xe bằng thì rất lớn tiền bằng chứng kiến bằng không thể cho mình nói được. Nay thầy xin nhắc lại cái lớp học của chúng ta, thì lúc này chúng ta học định vô lại quán các tư duy về nhân quả cho đến cái bài đạo đức làm người. Nay thì chúng ta học đến mình tất cả các pháp đều vô thường. Do chúng ta học hiểu như vậy để áp dụng vào đời sống của chúng ta, thì hôm nay theo thầy đọc những cái bài viết của mấy con thì hầu như là có những cái bài con viết rất là đi sâu vào cái sự áp dụng vào đời sống của chúng ta xả tâm. Cái mục đích học cái định vô lậu là để xả cái tâm chúng ta hoàn toàn được thanh tịnh. Thế là mục đích mà chúng ta hôm nay mà tu học thì nó cụ thể nó rõ ràng cho chúng ta thấy được. Chúng ta có cái ba cái pháp để tu học, mà cái pháp mà hiện chúng ta đang tu tập nó là cái pháp đang cái lớp chứng kiến của chúng ta, đó là chúng ta học được vô lậu. Cho nên từ cái sự tư duy quán chiếu nó triển khai cái tư kiến chúng ta hiểu biết rất hay. Nếu mà chúng ta không hiểu biết hay á thì chúng ta không thể nào mà phản được cái tâm, mà con trả tâm mà tu tập mà không khéo thì chúng ta bị ức chế. Do cái sự ức chế đó mà chúng ta lạc vào cái con đường thiền mà không làm chủ được sự sống chết, mà nó có xảy ra nhiều cái tâm thái. Do muốn đạt được cái định chấn định thì chỉ có ly dục với ác pháp, mà ly dục với ác pháp thì chỉ có cái xả tâm mà thôi. Mà nếu mà xả tâm không đạt được thì không thể nào có kết quả trong sự tu tập. Nếu mà không có cái định vô lậu xả tâm thì chúng ta không còn cái pháp nào khác để mà xả tâm. Bởi vì từng cái tâm nguyện của chúng ta mà khởi lên trong đầu chúng ta là do tâm tham sân si chúng ta mà có. Muốn xả được cái tâm tham sân si thì chỉ có niệm vô lậu, chỉ có cái tri kiến của chúng ta. Cho nên hôm nay thì nhắc lại cái lời Đức Phật dạy rất khả năng và cụ thể, nhưng chúng ta không lưu ý lời dạy đó mà chúng ta không hiểu. Đức Phật nói tri kiến ở đâu là giới luật ở đó, giới luật ở đâu là tri kiến ở đó. Vì qua cái lời dạy này mà sẽ thấy quý thầy tu đúng hay là tu sai rất dễ dàng. Bởi vì quý thầy đã học định vô lậu, tức là triển khai tri kiến của mình, cái sự hiểu biết của mình. Thế mà giới luật quý phạm thì tức là quý thầy, tức là quý thầy không có tri kiến. Còn nếu quý thầy có tri kiến thì giới luật quý thầy không sai. Cho nên trong cái vấn đề mà tu học phải đọc ở theo Phật giáo thì rất rõ ràng, cái người tu đúng là giới luật nghiêm chỉnh, mà cái người tu không đúng là giới luật không nghiêm chỉnh. Do đó chúng ta thấy giới luật học thì có cái giới luật hành hộ hay có những phương hướng, tức là mặc sư. Giới luật học thì có những cái giới mà không ăn uống chi thời, không ngủ nghỉ chi thời. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta thả vào những cái đời sống, cái đời sống chúng ta ăn, ngủ và đặc sư. Mà phạm vào cái đời sống giới luật như vậy thì chúng ta tu không được. Nhưng mà ở đây Đức Phật đã nói tu kiến ở đâu thì giới luật ở đó, giới luật ở đâu là tu kiến ở đó. Vậy thì giới luật, chúng ta nhìn vào giới luật thì thấy chúng ta phạm giới, thì như vậy tu kiến chúng ta có ở đó không? Nếu mà tu kiến đã khác có thì giới luật cũng nghiêm chính. Cho nên ở đây chỉ thầy tu như thế nào thì người ta sẽ tăng kiến vào giới luật, mà người ta biết quý thầy có cả tâm, có làm chủ được tâm mình hay không. Mục đích của đạo Phật là làm chủ tâm, làm chủ tâm. Vậy làm chủ tâm bằng cái gì? Bằng tu kiến chúng ta cái gì? Mà nếu mà chúng ta làm chủ được tâm bằng tu kiến thì tâm chúng ta sẽ không có tham dục, không có sân hận, không có si mê. Nó rõ ràng và cụ thể. Mục đích của đạo Phật là làm chủ. Cho nên mình làm chủ được cái ăn, cái sống, cái đặc tư của mình không? Mà mình không làm chủ thì mình làm chủ được cái gì? Cho nên chúng ta đừng hiểu lầm rằng chúng ta ngồi thiền nhiều ức chế tâm trong vọng tưởng sẽ đi vào định, nó không phải. Cái định nó là tà định, chúng ta định của đạo Phật. Đạo Phật nói giới luật, giới tâm định thì do chúng ta giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh được bằng tư kiến của chúng ta thì do đó nó sẽ tâm định, chứ không phải định do chúng ta ngồi ức chế hết vọng tưởng là định. Cho nên từ xưa đến giờ người ta đã hiểu sai Phật pháp. Cho nên không ai tu tập mà làm chủ được sự sống chết. Làm chủ ở đây chúng ta tập làm chủ thì làm chủ từ cái ăn, cái ngủ, cái đặc tư. Mà làm chủ được thì bằng cái pháp gì? Bằng cái định vô lậu, bằng cái tri kiến của chúng ta. Hôm nay chúng ta học đúng, chúng ta có pháp tri kiến để chuyển hoa, để chúng ta làm chủ được cái tâm của chúng ta.
mà làm chủ được cái tâm, mà cái tâm thanh tịnh đó, thì nó có tứ thành tốt, tứ thành tốt. Nhưng bây giờ cái tri kiến của chúng ta hiểu biết như vậy, nhưng khi chúng ta bị hôn bằng thì nghe, thì chúng ta làm sao mà thắng ở đây? Không lẽ chúng ta ngồi quán hôn bằng thì nghe nó hết sao? Cho nên buộc rằng chúng ta phải quán chánh niệm tỉnh thức. Mà trong chánh niệm tỉnh thức thì đâu có cho quý thầy mà tu 5, 10 phút hay 1 giờ, 2 giờ, mà chỉ có 1 phút mà thôi. Nghĩa là nhiếp tâm và an trú tâm chưa được 1 phút, chứ đâu còn nhiều. 1 phút ai cũng làm được, 1 phút ai dễ gì các thầy nghĩ là cũng làm, chứ không phải khó khăn. Nhưng mà phải cố gắng tu tập, coi nó dễ vậy chứ không phải dễ đâu. Từ 1 phút này cho đến 1 phút kia, nó phải làm sao mà nhiếp tâm và an trú tâm chưa được, đó là 1 phút căn bản nhất. Trên cái đường tu tập, chúng ta thấy chúng ta có phương pháp để tập tỉnh thức, nhiếp tâm, an trú. Như vậy chúng ta có pháp chứ đâu phải không? Và đồng thời chúng ta lại còn có một pháp để chúng ta xả tâm. Xả tâm nghĩa là chúng ta có tứ niệm xứ. Trên tứ niệm xứ chúng ta nhận ra được trạng thái của tứ niệm xứ, tức là thanh thản hay là vô trời. Vậy thì hiện giờ chúng ta biết tâm chúng ta có thanh thản hay là chúng ta có an lạc, và chúng ta có phải là người vô trụ hay không? Chỉ là nhận thấy biết mình rất rõ ràng trong những vô trời này. Khi nhận biết thì chiếu ngộ hoặc là tâm không thanh thản hoặc là thân không an lạc thì chúng ta biết ngay liền, và biết ngay liền thì chúng ta có những phương pháp sử dụng đẩy lui tất cả những chiếu ngộ đó ra khỏi. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng chúng ta có pháp tu để đem đến sự bình an, thanh thản, an lạc vô trụ cho chúng ta mà không bị chiếu ngộ. Như vậy rõ ràng pháp chúng ta tu pháp hợp, làm chủ thật. Nhưng tại sao chúng ta không làm chủ? Tại vì chúng ta quá dễ dãi mà không chịu, không chịu đem hết sức lực của mình để chiến thắng những cái tham vọng của mình, vì nghiệp lực của chúng ta quá nhiều. Hôm nay được sự hướng dẫn của thầy thì quý thầy đến hôm nay hơn một tháng mấy rồi, nhưng mà thầy tin rằng hơn một tháng mấy quý thầy đã nắm vững được cái đường lối tu tập cụ thể rõ ràng, không còn tu tập ra. Hôm nay có nhiều người còn tu sai là tại sao quý vị tu sai? Tại vì quý vị hiểu sai mà tu sai. Cái sự thật thầy đã dạy rất rõ ràng. Trong đây có những bài mà viết thầy thấy rất là áp dụng vào đời sống, chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Như cái bài của sư Trì Quan áp dụng vào đời sống, cái đoạn áp dụng vào đời sống cũng rất hay, mà cũng rất nhiều mà các con thấy. Chứ thầy thấy ở đây bao nhiêu con giấy mà khi để nói đến áp dụng vào đời sống của chúng ta thì chúng ta thấy một cái bài mà rất hay. Biết cách áp dụng, biết cách sử dụng, và hầu hết một cái số người ở đây á, chúng ta phải phân biệt được cái lấy danh, cái lấy danh bác học, và cái lấy danh để mà cái lấy tư duy về bác học, và cái lấy tư duy để mà áp dụng vào bệnh vô lại được xả tâm. Ở đây chúng ta nghe rất rõ để mà chúng ta thấy một đọc một cái cuốn sách, chúng ta biết đây là danh bác học, danh mà có học thức phức tạp để biết ra. Nghĩa là như các nhà học giả họ nghiên cứu sách vở rồi họ viết ra, họ ghi chép lại, họ viết ra thành một cuốn sách bằng cách họ tích tập những cái tư tưởng, bằng cái sự hiểu biết, bằng cái sự thông tin khắp mọi người ở trên thế giới này, để rồi họ ghi chép lại với một cái đề tài, với cái đề mục mà đó mà họ muốn nói, cho nên họ biến thành cuốn sách. Ví dụ như bây giờ về thiền tâm có những nhà tiến sĩ học, có những nhà bác sĩ tư hoặc là bác sĩ, họ đều là có những người có học thức, rồi họ đọc kinh sách thiền, rồi qua cái nghề nghiệp họ, ví dụ như họ nhà khoa học nghiên cứu về vấn đề gì đó, rồi họ nghiên cứu sách thiền thì họ ảnh hưởng cái điều đại diện đó, họ ghi chép lại thành một bộ sách mà nói về cái khoa học hay là vật lý học hay hoặc là thiền tâm, nó có ảnh hưởng trong cái vấn đề họ nghiên cứu. Mà những văn như vậy thì gọi là văn bác học, nghĩa là gom nhét lại tất cả những sự học của con người ở trên hành tinh này, cái nào hay thì ghi chép lại để làm gọi là văn bác học. Còn ở đây của chúng ta nó không phải là văn bác học, mà là cái sự tư duy văn của chúng ta viết ở đây là nhằm để thực hiện cái đạo đức và cái sự sống của chúng ta. Cho nên rất đơn giản, rất đơn giản, người nào cũng có thể làm được. Chúng ta không cần phải có sự học thức cao, nhưng với những người có trình độ kiến thức học thức đều có thể áp dụng cái văn bác học mình vào ở trong cái sự
tu tập của mình rất dễ dàng, không cần khó khăn. Bởi vì cái lối văn của nó được nói lên cái sự hiểu biết của mình rất rộng, là tại vì mình có học, có nghiên cứu, có nghe được tin tức những sự kiện xảy ra khắp nơi ở trên cái hành tinh sống của chúng ta. Chúng ta được nghe, được hiểu. Còn một số người không được nghe, được hiểu, họ không có nghiên cứu, họ không có đọc kinh sách, họ không đọc sách báo nhiều, cho nên họ chỉ biết nắm rõ giới đời sống của họ, lo phát các vô thường, quan nhân quả. Họ nói ra, dẫn phát động rõ ràng cụ thể vào đời sống tu tập của họ được rõ tâm. Điều quan trọng nhất là chúng ta dù là dân bất học hay là dân bình dân, cái sự hiểu biết bình dân của chúng ta, điều là áp dụng vào đời sống chúng ta được giải thoát, điều là hay. Nhưng chúng ta cũng phải biết phân biệt cái loại dân bất học và cái loại dân bình dân của chúng ta. Cho nên ở đây thì chúng ta đọc để mà chúng ta sẽ hiểu biết rõ, để khi đó chúng ta đi sâu vào cái định vô lậu mà chúng ta tư duy tùy theo ở trình độ khả năng của mọi người mà người ta sẽ hiểu biết nó rõ ràng cụ thể, chứ không có mà chúng ta nói sao người này biết hay quá, thì thật hay mà không có thể áp dụng vào thì cũng không hay. Mà người này biết sao mà nghe nó dở quá, nhưng mà cái dở của người ta lại cái thực tế của người ta để áp dụng vào đời sống giải thoát. Cái mục đích chúng ta nhấn là cái mục đích chúng ta làm chủ được cái tâm của chúng ta, không có cho nó tham sân si phiền não. Đó là cái mục đích chúng ta học được bằng định vô lậu là như vậy. Cho nên ở đây có một cái bài luận của Thanh Quang, bài làm đạo đức nhân bản nhân quả đầy đủ ý nghĩa, nhưng đây chỉ là mới bước đầu giới thiệu nền đạo đức nhân bản theo sự tóm lược để tiện áp dụng vào đời sống. Đây là cái bài của Thanh Quang viết một số trang như thế này mà nói về đạo đức nhân bản, thì nó còn viết như thế này mà thầy chỉ nói đây là mới giới thiệu mà. Mới giới thiệu vào cái nền đạo đức nhân bản này. Bởi vì nền đạo đức nhân bản nó rộng lắm, chứ không phải nó hẹp đâu. Mà Thanh Quang viết thì đã con biết được bút của Thanh Quang cũng không phải là cái bút bình dân đâu, có học thức đàng hoàng. Vì vậy mà thầy mong rằng Thanh Quang hãy đọc cái bài này để cho mọi người nhận xét ra cái hiểu biết, và đồng thời cũng giúp cho mọi người để mình tiến bước trên con đường mà tu về cái định vô lậu. Thanh Quang đọc và kế tới thì mấy con sẽ đọc cái bài của Từ Quang áp dụng vào cái đời sống. Thầy không nói cái bài của Từ Quang cũng dài lắm các con, nhưng ở đây chúng ta sẽ thấy cái đoạn cái áp dụng. Thầy lấy đề bài đạo đức nhân quả, đạo đức nhân bản nhân quả. Đây là trong mọi hoạt động của đời sống con người, quy lại hai mặt chủ yếu là vật chất và tinh thần. Trong hoạt động tinh thần, đạo đức có một tầm quan trọng đặc biệt, bởi đạo đức có mặt và xuyên suốt trong mọi hoạt động con người. Nó là một trong những hình thái ý thức xã hội và được xếp vào kiến thức cộng đồng, vì nó tác động trực tiếp vào hạ tầng cơ sở. Nó có đặc thù riêng, vừa là kiến thức cộng đồng, đồng thời cũng là ở hạ tầng. Đạo đức là gì? Hai từ này là từ gốc hán đã được Việt hóa. Đạo đức chỉ con đường, đạo dù chỉ con đường, đức chỉ phẩm chất tốt đẹp của con người, ứng xử với con người và cộng đồng xã hội cũng như môi trường sống. Thế nên đạo đức là quan điểm tư tưởng, là hành động sống của con người được thể hiện hàng ngày trong cách đối xử giữa con người và con người, con người với xã hội và thiên nhiên môi trường sống. Nó là những vấn đề rộng rãi bao trùm khắp, không thể diễn bài hết. Con người từ khi còn đang sống thành bầy đàn, đạo đức đã trở thành những điều cần thiết như đồ ăn, thức uống hàng ngày, đi kiếm ăn, hái lượm, săn bắt, đã nảy sinh các nhu cầu phải nhường nhịn, chia sẻ những ăn cho nhau, phải giúp thương yêu, không tự mệt giết yếu, không đánh đập giết hại nhau, lớn thì nhường bé, trẻ thì nhường mẹ, và thầy thân ái giúp đỡ đoàn kết tạo nên mặt bảo vệ nhau. Nó là những điều thiết yếu để đảm bảo cho cuộc sống được yên vui, cộng đồng sinh sống có trật tự. Những điều đó không phải là lệnh của người cầm đầu, không phải quy định, không có tính chất bắt buộc, nó xuất phát từ lương tâm, tình yêu và trách nhiệm.
nó là cơ sở của nền đạo đức sau này. Xã hội loài người ngày càng phát triển, vì của cải ngày càng gia tăng, nhu cầu sống càng phong phú, đạo đức cũng ngày một phát triển đáp ứng cuộc sống. Loài người đã trải qua các chế độ xã hội cộng sản nghĩa thì chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản, và vừa qua một số nước đã bước vào thời kỳ quá độ của xã hội chủ nghĩa. Mỗi chế độ xã hội người ta thiết lập một nền đạo đức phù hợp quan hệ và công thức sản xuất phục vụ cho hệ tư tưởng chính trị xã hội và quyền lợi của tầng lớp cầm quyền. Do vậy, các nền đạo đức đều chịu sự tác động của hệ thống chính trị tư tưởng chi phối. Nó luôn vận động phát triển nên vô thường. Nó xuất phát từ mục đích quyền lợi thống trị nên mang tính dục, tính ép, dù nó được coi là tiến bộ đến đâu đi chăng nữa. Đạo đức chế độ phong kiến nước ta là cốt lõi tam cương ngũ thường. Nó ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng của Khổng Mạnh của Trung Quốc. Tam cương là quy định về ba quan hệ vua tôi, cha con, vợ chồng. Quan hệ vua tôi là quân thừa thần tử, thần bất tử bất không. Quan hệ của cha con là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, hoặc muốn nói ngon làm cha mà nói. Quan hệ vợ chồng là phu tướng phụ chồng, người phụ nữ phải tứ đức tam tòng, tạo gia tòng phụ, xuất gia tòng phu, phu tử tòng tử. Hôm nay nhìn lại, ta càng thấy rõ cái vô đạo đức của một nền đạo đức đã kéo dài hàng ngàn năm với loài người. Vua chúa là tầng lớp ăn trên ngồi chất, sống cuộc sống xa hoa đài cát trên mồ hôi nước mắt của muôn dân. Vua nhật là thiên tử con của trời, trời là quyền thế nhất sau thì đến vua. Con là cha mẹ của dân, sinh ra để chăm sóc dân. Dân là quần chúng, quần chúng có nghĩa là bầy đàn, như đàn cừu, đàn ngựa chẳng hạn. Đó là quan điểm đạo đức, là sự nhìn nhận phân biệt đẳng cấp con người của chế độ phong kiến. Vua được gọi là bậc minh quân, đã là vua là minh quân, nhưng thật ra triều đại nào cũng không ít bôn quân, tà quân. Trước nhất gọi là một con người, một phàm nhân. Cả ba nơi thân khẩu ý của thiên tử là nơi tột đỉnh quyền lực, nên có ác ác xa tột đỉnh. Thế gian có chuyện năm thế bảy thước, đó là bất công, lạc hậu, tội ác. Nhưng những quân vị nào cũng vài chục quý nữ cung tần ngày đêm đắm mình trong sự sắc an thú, mà lại bảo vệ quân sự thân tử thần bất tử bất trung, thì thật là nực cười. Đâu còn là công lý, là đạo đức. Người phụ nữ bị cột chặt vào cha, chồng, con như xe theo châu kéo, họ chỉ còn là công cụ của gia đình và xã hội. Tư tưởng đó không được gọi là đạo đức. Đạo đức chế độ tư bản đề ra cho tôi, hô hào giải phóng cho tôi, nên tay tôi mới nổi lên chán hết cả công lý. Xã hội tư bản tất cả là tiền, mọi giá trị đều có thể đo bằng tiền. Có tiền mua tiền cũng được. Con người đối mặt với tiền, tham đắm trong vật chất ngày càng trở nên lạnh lùng băng giá. Một xã hội mà cái tôi được kích động phát triển tự do đến tột bực, ham sân si sẽ chấp nhất xung đột cá nhân, mâu thuẫn đối kháng xã hội, sẽ ngày càng nổ ra quyết liệt chiến tranh xâm lược, xâm chiếm thị trường, bóc lột khai thác thuộc địa sẽ là tất yếu. Tất cả những vấn đề trên cho thấy dù bất cứ nền đạo đức nào, tuy xã hội sau tiếp thu kế thừa và tiến bộ hơn xã hội trước, nhưng dù có tiến bộ đến đâu chăng nữa, nền đạo đức ấy cũng không thể là cao đẹp, chân thật và chân lý. Không phải chân lý vì nó vô thường, vì nó sinh ra trong tham dục và quay lại phục vụ tham dục. Nó không phải chân lý bởi nó không vĩnh hằng. Nó là cần là đáp ứng nhu cầu cuộc sống hiện tại, nhưng chưa đủ, chưa hoàn toàn mang đến sự an vui hạnh phúc cho con người. Vậy thì nền đạo đức chân lý và vĩnh hằng ấy ở đâu, còn nói ra sao? Xin thưa,
nó ở mọi chỗ, mọi nơi, mọi lúc trong toàn bộ hoạt động đời sống hàng ngày của con người. Nó là đạo đức muốn đảm muốn cả, nó như vàng vốn nằm tại con đất mà bấy lâu ta không biết đường để lấy. Vậy đạo đức nhân bản nhân quả là gì? Nhân là từ đã được việt hóa, gốc của nó là chữ Hán. Nhân chỉ có người, còn bản là gốc. Có ba nơi xuất phát hành động tốt xấu của con người là thân khẩu ý. Ba nơi này đều từ con người nên được gọi là nhân. Nó từ chỗ ấy mà ra và lấy chỗ đó làm gốc nên được gọi là bản. Gốc chung đạo, hai khái niệm thành cụm từ nhân bản. Từ ba nơi thân khẩu ý xuất phát muôn vàn hành động thiện và ác, hành động ấy là nhân. Tiếp theo hậu quả của hành động ấy, khổ hay vui thì gọi là quả. Các từ này liên kết nhau thành cụm từ nhân bản nhân quả. Cái lỗi chính, cái bản chất và đặc trưng của đạo đức nhân bản nhân quả là gì? Đó là sống không làm khổ mình, khổ người. Nếu mọi người đều biết ý thức điều đó trước khi hành động thì toàn bộ hoạt động của con người trên hành tinh này đều là đạo đức. Mọi người được sống thanh thản, an vui, xã hội ổn định, thế gian thành thiên đường. Mọi người đều sống không làm khổ mình, khổ người thì đau khổ sẽ hết, chỉ còn lại là vui. Sống không làm khổ mình, khổ người thì có chữ không, đó là không, là phương châm, là cốt lõi đạo đức nhân bản nhân quả. Đơn giản như một bước đi vội vàng không nhìn xuống, dẫm tràng làm chết con sâu thế kiến, bước chân đã gây quằn quại khổ đau, thế là bước chân thiếu đạo đức nhân bản nhân quả. Đi theo ý thức tỉnh giác, bản thân thanh thản, không gây chết tóc đau đớn cho côn trùng là đạo đức nhân bản nhân quả. Một cái nước mắt nhìn ngang hoặc nhìn chằm chằm gây cho người khác sự khó chịu, thế là thiếu đạo đức. Thật dễ nhận ra việc làm có đạo đức hay không. Một khi ta biết tự hỏi mình, đó là việc thiện hay ác. Nếu không làm khổ mình khổ người, đó là việc thiện thuộc đạo đức. Nếu ta làm khổ người hoặc khổ hoặc cả hai cùng khổ là ác, tức thiếu đạo đức hoặc không có đạo đức. Sống giữa làng xóm khối phố, anh A mở đàn to hoặc thích nghe ca hát, vặn âm lượng hết cỡ khiến bao người sống xung quanh khổ sở vì không thích nghe mà vẫn phải nghe. Họ đang cần yên tĩnh mà không được yên tĩnh, thậm chí ốm đau đang cần được không khí yên lặng thì phải chịu đinh đang thức ép. Thế là hành động mở đàn đã trở thành hành động vô đạo đức nhân bản nhân quả. Nhỏ như một túi ni lông bánh trái ăn xong phút vừa bãi, làn khói thuốc lá thả ra ở chỗ đông người, một cái hấp hơi thiếu kiềm chế khiến người ngồi cạnh giật mình. Những chuyện đó nếu đem đối chiếu không làm khổ mình khổ người thì nó sẽ hiện ra ngay như là vật đặt trước gương, có hay không có đạo đức nhân bản nhân quả. Cũng như thế, ta xem một người thầy thuốc, ông ta được xã hội đào tạo để thành người có nghề nghiệp. Kiến thức mà ông có chính là trí tuệ của bao lớp người đi trước. Tay nghề ông giỏi chính là kinh nghiệm máu xương của bao người để lại rồi gắn cho đời sau. Ông là bác sĩ có nhiệm vụ quay lại phục vụ cộng đồng xã hội, bổn phận ấy ông làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao, bệnh nhân chậm khỏi, chỉ thế thôi cũng đã là thiếu đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phục vụ. Chưa nói chuyện đến có những bác sĩ trước phòng nhận tiệc dán khẩu hiệu to tiếng lưu ý giữa từ mẫu, nhưng việc làm thì ngược lại. Bệnh nhân vào bệnh viện hoặc cần đến mà không có phong bì kèm theo thì lạnh nhạt thờ ơ, sống lãnh đạm thản nhiên trước nỗi đau đớn, trước nước mắt và tiếng kêu than kêu rên thảm thiết của căn bệnh. Trẻ ốm đau là trẻ đang trong cơn hoạn nạn, thân xác đớn đau, tiền tài hao tổn, nhiều khi phải vay mượn nợ lãi trước cái chết vật mình đe dọa. Trong lo âu buồn khổ lúc ấy, con người mới cần mới thấm thía sự cảm thông an ủi của đồng loại. Họ hát hao tình thương như hoàng hôn tôi hát nước, nhưng chính lúc ấy họ lại là đối tượng, là lúc làm tiền cho kẻ bất lương được mệnh danh chữa bệnh cứu người. Đó là hành vi cực kỳ vô đạo đức.
nhân sinh bất nghệ, nghề dạy học xưa nay là nghề cao quý, nghề được xã hội tôn kính, gọi người dạy là thầy. Họ là người khai sáng, mở mang trí tuệ, là mở mang trí thức, là công việc giáo dục đào tạo con người để thành những thành viên hữu ích cho xã hội. Nhưng hôm nay không ít ông bà thầy trên lớp cốt dạy cho hết giờ, đầu óc tri thức nhiệt tình thì dồn vào chỗ dạy thêm để kiếm tiền. Họ nghiễm nhiên coi đó là cơ chế thị trường, trong khi đó mức lương ngành giáo dục đã được xã hội ưu tiên dành cho cao so với nhiều ngành nghề khác. Lại còn có những trường hợp học xấu hổ khi trò không có điều kiện đóng góp tiền học thêm, thầy phản ứng tỏ luôn thái độ lạnh nhạt, dần dư hoặc không có tiền không cho học. Đó là những hành động ác, vì lợi mình làm khổ người nên không thể có đạo đức nhân bản nhân quả. Làm đúng bổn phận, làm nhiệt tình, tức là đạo đức. Thái độ sống chỉ biết mình, không cần biết đến người. Như những kiểu trên hôm nay phổ biến ở khắp chỗ này chỗ kia trên mọi lĩnh vực cuộc sống. Đạo đức cách mạng dạy người cán bộ phải là đầy tớ trung thành của dân. Nhưng dân có việc đến kêu chỗ nào cũng gặp những chướng ngại thừa quyền, quan liêu hách dịch tắc trách. Có quyền nên mới thừa quyền, họ không cần nguyên tắc, không cảm thông nỗi khổ của người đến xin phép. Quả cáp đốt lót phong bì đã chùm lên công lý và đạo đức. Nếu biết bỏ hết những thói xấu, ăn đốt lót hết lòng phục vụ nhân dân thì như thế là sống có đạo đức. Hôm nay thói ác ấy cũng được thế tục hóa luôn cả ở nơi tam bảo. Không thiếu gì các phật tử giàu có cúng dường nhiều tiền thì được thầy chùa chăm sóc mời mọc, đứng ghế đón đảng trả mời. Cùng lúc đó kẻ nghèo khổ đến tam bảo lễ vật đơn sơ thì được thầy chùa lặng lẽ nhìn xuống. Ai đại phước duyên mới được thầy ban câu mộ phật. Thầy vi ứng xử ấy làm buồn làm khổ lòng người, làm kẻ giàu có thêm cao mạng vây ra người nghèo khổ tội phận. Đó là những hành động ác, không có đạo đức nhân bản. Không làm như vậy là bình đẳng, là đạo đức. Tất cả các hành động trên đây đều rơi vào vừa làm khổ mình vừa làm khổ người, hoặc làm khổ mình hoặc làm khổ người, đều là không có đạo đức nhân bản nhân quả. Không rơi vào đó là không có đạo đức. Đạo đức nguyên bản nhân quả là đạo đức xuất phát từ chỗ không làm khổ mình, không làm khổ người. Nó cũng được kiểm nghiệm là xem đúng hay không chính là ở chỗ ấy. Chỉ một mục đích, một bản chất duy nhất đó, nó không hề nhằm phục vụ cho một giai cấp, một chế độ hoặc một hệ tư tưởng nào. Nhưng ngược lại, bất cứ chế độ xã hội nào cũng cần nền đạo đức với những hành động mang bản chất tình thương chân thực đó. Vì thế nó tồn tại và đi suốt thời gian, đi với loài người qua mọi chế độ xã hội, qua bao thăng trầm mà không bị đổi thay. Nó chỉ một mực không làm khổ mình khổ người, đấy là đạo đức nhân bản nhân quả, là chân lý. Nó tồn tại vĩnh hằng mà cách đây hơn 2500 năm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chỉ ra, và Đức Thầy Thích Thông Lạc bậc A La Hán làm cho nó sống lại với loài người. Mọi nền đạo đức được sinh ra phục vụ cho một chế độ xã hội bất kỳ đều phải chết đi theo chế độ xã hội đó khi kết thúc. Nếu còn lại thì là những tàn dư, những mảnh rơi rớt, cũng giống như cây đã bị đánh bật gốc thì cành lá phải héo khô. Chế độ tư bản đã kết án chế độ phong kiến. Tư bản hòa hết giải phóng con người, giải phóng sức sản xuất, đề cao vai trò cá nhân, thì tiếp đó chế độ xã hội chủ nghĩa tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân, xây dựng đạo đức mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người. Hôm nay dù xã hội chủ nghĩa hoặc tư bản cũng đều không thể chấp nhận đạo đức tạo ra tổng cụ, xuất giá tổng khu, khu từ tổng thể. Nhưng đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, không làm khổ người, thì dù tư bản hoặc xã hội chủ nghĩa cũng không thể phủ nhận có đến mức loài người di cư linh hồn sinh sống thì vẫn phải mang theo, vì tư tưởng đạo đức ấy là trí tuệ, là chân lý.
nó thực sự mang đến cho con người cuộc sống an bình, hạnh phúc, xã hội trật tự, văn minh, hồn vinh và thịnh trị. Tư tưởng đạo đức đó muôn thuở không bao giờ trở thành lạc hậu, nó mãi mãi là mặt trời với nguồn sáng vô tận là chân lý. Đạo đức nhân bản nhân quả thể hiện bình đẳng giữa con người và con người, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, không kể màu da, sắc tộc, tôn giáo, quốc gia, văn minh hay trận chiến. Không chỉ thế, đạo đức nhân bản nhân quả với tinh thần không làm khổ mình khổ người đã tạo nên tình thương yêu gắn bó tôn trọng sự sống muôn loài từ cỏ cây chim muông trần phú. Thì có đạo đức nhân bản nhân quả mới quan trọng yêu thương và bảo vệ thiên nhiên, giữ gìn vệ sinh môi trường sống như vậy. Cũng từ những việc đó, đạo đức nhân bản nhân quả đã thực sự nâng con người trở nên cao thượng. Con người vốn từ động vật mà ra vẫn là động vật cao thấp nhất thì vẫn còn tính vật. Trong cụm từ con người vẫn có một từ thì con loài thú bản chất là độc ác, ngu si, hung dữ. Chúng sống bằng sự tranh chấp mồi, bằng sự sát hại nhau. Con người thoát ra từ chỗ thú nên trong nhiều hành động vẫn mang tính thú. Muốn làm người đúng nghĩa con người tức là hết hẳn bản chất thú. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ân tình chỉ cho con người những tiêu chuẩn để thực sự làm người. Đó là năm giới và mười thiện. Mười thiện là mười hành động gốc xuất phát từ ba nơi thân khẩu ý trên cơ thể con người. Đấy chính là nơi sinh ra toàn bộ mọi hành vi đạo đức và vô đạo đức. Con người biết sống, sinh thiện, việc ác, biết lấy thân tâm, không làm khổ mình, khổ người, soi vào mọi hành động, thì mọi hành vi đều trở nên đạo đức, nhân bản, nhân phẩm. Đó là con đường dẫn người ta vượt lên, từ bỏ rũ sạch bản chất trần phú và trở thành cao thượng. Ở đấy, con người sống yêu thương, chia sẻ, đùm bọc, xót thương, đồng loại, biết xấu hổ, biết sửa mình, sống có đạo lý, ngày càng triển khai trí tuệ thông minh, làm chủ bản thân, vượt ra ngoài sự chi phối của luật nhân quả và làm chủ sinh già bệnh chết. Đây đó có nơi có lúc có người cho rằng cuộc sống vật chất phồn vinh thì mới có hạnh phúc. Quan niệm đó là sai. Không ít người đã lên đây vượt biển ra đi, một sống hai chết, để mong những ngày giàu sang, đầy đủ, tiện nghi. Nhưng rồi chính họ đến lúc có dư vật chất mới thấm thía hơn ai hết nỗi cô đơn, lạc lõng, buồn thương, thao khát nghĩa tình. Đến lúc đó họ hiểu thấm những giá trị tinh thần, tình yêu quê hương, tổ quốc, mảnh đất xôn xao khắp rốn, mảnh đất ông cha yên nghỉ, phong tục tập quán, truyền thống đấu tranh, lịch sử thấm đượm máu và nước mắt của dân tộc. Vật chất và tinh thần là hai mặt của một tình thể thống nhất. Chỉ một mặt phát triển không khác gì người thì mạnh có một chân, còn một chân khuyết tật. Đời sống đạo đức và đời sống vật chất phải phát triển song song và tương ứng, nếu không vậy chúng ngược chiều nhau là một thảm họa. Gia đình khi nghèo khó mới biết con cái có hoặc không hiếu thảo. Anh chị em trong một nhà có bố khác nhau đến gạo tiền, chia nhau của tấm củ cao, tấm áo mặc chung, lớn lên mới thấm nặng tình thương. Sống trong cảnh giàu khó, nhung lụa, của ăn không hết, mọi cái đã có người phục vụ, lớn lên nghĩa tình, không thể thấy nặng. Ai cũng chỉ quen đó của chính bản thân mình. Trong chiến tranh giải phóng dân tộc vừa qua, mọi người đứng, tài sản đều như nhau, chỉ một chiếc ba lô, hai bộ quần áo, không dùng tiền. Trước mặt một con đường sống chết thất thường, nên con người gắn bó nhau như ruột thịt. Và bình rồi người giàu lên kẻ nghèo khổ, người con trước kẻ cùng đứng, nên là ngăn cách lạnh lùng tội hợp, tình cảm tốt đẹp phát luyện dần. Trong xã hội phong kiến, một khi các triều đại tư duy dân tình đói khổ, con người tự liên kết lại với nhau chống áp bức bóc lột, họ sống tốt với mình vì nhau, ba cử chỉ hành động đạo đức sống cao thượng nảy sinh từ nguy nan gian khó,
tình cảm đạo đức con người trở nên cao đẹp trong sáng. Họ luôn là một khối thống nhất trong tư tưởng và hành động. Nhưng khi cuộc sống đã an bình, xã hội phân hóa thành giàu nghèo đẳng cấp, trăm ngàn mâu thuẫn xung đột lại nảy sinh chia rẽ. Cái bệnh nguyên thủa của con người là tham muốn tột độ và cũng không bao giờ thỏa mãn tột độ. Có nhà xanh, người ta ước nhà ngói, có nhà ngói ước nhà tầng, có nhà một tầng lại muốn nhà năm mười tầng. Khi đi xe đạp thì ước xe máy, có xe máy ước ô tô, có ô tô rồi thấy khổ với chuyện mốt này mốt nọ, cuối cùng chẳng có mốt nào thỏa mãn. Với đẳng cấp tham dục, chạy theo dục, sống theo lối sống vật chất, nên cuộc sống hôm nay ở các nước phát triển bãi rác trở thành núi rác. Những xe cộ máy móc thậm chí còn mới tinh, tên nhãn còn sáng bóng, đã được thải bởi thị trường loại mới vừa ra đời. Cứ như thế, đồ bãi rác được chuyển đến những nước nghèo, anh này nhà đã là có anh khác thấy. Khi con người đã vào dòng xoáy hưởng thụ cá nhân, đắm trong danh lợi tiền tài, thì đạo đức ngày càng mờ nhạt mất dần, và cái còn lại sẽ là vô đạo đức, tư tưởng chiến lược mạnh gấp trăm ngàn lần đức hy sinh cống hiến hoặc bổn phận. Khi ấy con người bước đến trận hủy diệt nhanh như hòn đá từ đỉnh núi bắt đầu lăn, không thể có chuyện đời sống vật chất càng quần thể thì có người càng hạnh phúc. Tất nhiên hạnh phúc không đồng nghĩa với năng suất lao động thấp, nghèo đói khắc khe. Nhưng một điều hiển nhiên, giàu có phồn vinh về vật chất mà không có đạo đức là sự phồn vinh trở nên vực thẳm. Thảm họa diệt chủng từ hạt nhân nguyên tử, từ gốc tham sân si như khúc độc cực lạc đã nằm trong túi áo của con người. Nhưng nếu mức sống còn thấp, còn chậm tiến mà con người biết sống đạo đức, đề cao đạo đức, thì cuộc sống vẫn an vui, hạnh phúc, thanh thản, tốt lành và nhất tắc, không có hận thù, chia ly, đổ máu. Thế nên, đạo đức luôn phải được đặt lên hàng đầu cuộc sống xã hội và mỗi cá nhân. Từ đó, nó tỏa sáng điều chỉnh mọi hành vi và dẫn dắt con người trên đường tiến hóa. Nhưng đó phải là nền đạo đức nhân bản, nhân quả, chứ không thể là thứ đạo đức chung chung hoặc đạo đức phục vụ cho một giai cấp hay một tập đoàn thống trị nào. Đạo đức nhân bản, nhân quả mới chính là chiếc lá bàn cho con người trong đêm tối giữa cánh rừng nhiệt mùng và vô minh.